Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Này Là Kid. Và hôm nay thì Nhi sẽ làm một cái video review tất cả các loại kẹo trên bàn, bao gồm cả kẹo nổ và máy bán kẹo nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Này Là Kid. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NYM Kid. Này Là Kid đó thì các bạn. Bịt mắt đoán kẹo nổ. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ review hết tất cả các loại kẹo nổ trên bàn nha. Ở đây có rất là nhiều vị đây nè, đó, rất là nhiều luôn. Ở đây thì có dâu nè, nho, táo, đào, xoài, vải, dưa hấu, cola và cái vị này là cái vị bầu trời, vị soda hả? Không biết nữa. Nhưng mà cái này thì nó đã có cái vị sẵn rồi cho nên là mình ăn thì không có gì để review hết, cho nên là mình sẽ chơi một cái trò là mình sẽ bịt mắt lại và mình đoán thử xem là để xem thử là mình có đoán đúng cái vị mà mình ăn không nha. Ok, let's go. Giờ mình sẽ ăn cái mùi này. Dễ xé ghê. Chua vậy. Không biết cái này là gì luôn á. Mùi cola đúng không? Chai. Ô, mùi nho à. Nho chua vậy. Mùi tiếp theo. Thơm nhỉ? Thơm thơm mà lại chua chua. Giống mùi. Mùi là mùi vải hay là mùi vải đúng không? Chai. Nữa hả? Là mùi đào. Quay. Không biết luôn á. Anh nhìn mấy cái này sẽ đi à, tí để cho dễ thôi mình đi. Rồi. Mùi dưa lưới đúng không? Chai đấy. Ủa nữa hả? Ủa mùi xoài hả? Ủa nó kỳ. Nó kỳ ta. Ủa nó kỳ gì? Nó kỳ rất là vị giác. Ừ, nhiều quá rồi. Ok, cái tiếp theo. Đúng đúng rồi, đây hơi bị nhiều. Sai quá, sai. Trời chua vậy. Để bệnh cho lòng mũi nữa. Nên vậy. Nó cũng không có mùi. Không có mùi gì mấy. Mùi cam hả? Mùi cam hả? Bạn em có mùi cam cho đến lại. Mùi dâu đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, nãy giờ đúng hương vị. Để coi còn à. Vải, mùi gì không biết, cola, dưa hấu, táo rồi, ok. Đây là vị tiếp theo. Các bạn ơi, đây là vị gì nhắc nghe với. Chưa đây à, em ăn xong này. Anh cứ xé đi, em ăn xong này. Ừ.
Vô lè, biết cô la gì. Rôm rớp đã quá nè. Mùa này là mùa táo không anh? Không, sai. Dưa hấu, trời. Sao mình cứ lộn cái dưa hấu với là cái táo vậy ta? Lần nào cũng vậy chứ. Nước vào nó chua, nước thanh nó ngọt. Mà vẫn là cái mùi đó, cái kẹo làm sao hay trời. Rồi. Trời bịch to thế. Cái bịch này có vẻ mỏng hơn hai bịch nãy, mấy bịch nãy. Khó xé à nha. Ủa bịch này bịch gì vậy? Ủa sao kỳ ta? Cái vị lạ lắm. Mà cái bịch nó cũng, cái bịch nó cũng khác với lại mấy cái bịch nãy giờ á. Thử đi. Lạ lạ. Ê, ê, bớt bớt đi nha. Bớt bớt à. Dùng cái bịch cho thấy lạ lạ liền, bớt tao dám ăn. À, mày hả? Cho miếng. Rồi, lá lại má. Đổ ông Lâm rồi nè. Thiệt luôn á. Thôi, ông lấy kẹo ra rồi mọi người ơi. Ông lấy kẹo rồi. Nè, thật là an tâm. Bây giờ còn hai vị nữa thôi á. Là đào với là cái vị kia, vị màu xanh. Đào như mày, đào lâu. Vải, vải, vải. Hai cái này nè, cái này là vải nè, cái này là vị ngẫu nhiên rồi đó, muốn xé nào đó không xé. Úi trời ơi, gần ngã đồ. Táo ngon quá à. Vãi rồi, khỏi đóng vị còn lại. Cái mùi này mà không phân biệt nữa thôi. Thử cái vị lạ nữa, thử vị này đi. Dạ. Muffin candy. Lemon. Cái này là chanh. Chúng ta thử nè. Đây các bạn nhìn nè, có chữ lemon nè. Chanh. Không thấy đâu. Ok. Bây giờ nó chua như thế nào nha, coi cái vị chanh này có chua bằng vị cola không nha. Ăn vô biết chanh liền luôn á, chua lắm 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 á. Ok, mình đã hoàn thành cái thử thách mà bịt mắt đón vị kẹo nổ. Bây giờ thì mình sẽ review mắt bánh kẹo nha. Trời, cái bịch muối to đúng không nè. Muối mì nè. Đây là máy bánh kẹo. Để mình mở ra. Đây. Đây là cái máy bánh kẹo thì mình bóc ra. Thì trong đây cũng có kẹo sẵn sàng hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần mở cái nắp này ra rồi mình cho kẹo thôi. Ý, riết nắp này mất rồi. Rồi. Chưa. Hẹn các bạn nhìn nè. Mình xoay cái. Phải xoay đúng nắp. Rồi, ok man. Đó. Cái này là mình có thể mở. Chưa. Cái close. Oh, đây. Đó. Đây thì mình sẽ mở kẹo ra nha. Lấy cái giấy này ra. Rồi, giờ mình sẽ cho kẹo nha. Không biết là kẹo gì đây. Rất là xịn sò, dễ thương đúng không? Bây giờ mình sẽ cho thử đồng xu cho để xem là cái máy bán kẹo nó hoạt động như thế nào nha. Đây. Khi mình mua á thì chị cà chua dặn mình là cho xu vô đây. Sẵn đây quảng cáo luôn, cái này mình mua từ shop của chị cà chua á. Cà chua gia đình đó các bạn. Một tí nữa thì Nhi sẽ đọc thông tin của shop nha. Mình cho vô cái nè, cho vô cái khe này, sau đó mình vặn. Ý, là thế là chúng ta đã có một viên kẹo rồi. Kẹo màu hường. Đây là kẹo xinh dung.
đây là cả kingdom. Màu hồng này không biết là bị gì ta. Thơm quá à. Và đó là cái máy bán kẹo, thì ở dưới này có một cái nắp nè, các bạn thấy không? Ui, ở đây còn một cái xe nữa. Khi mà mình mở cái nắp này ra thì những cái xu á của mình á thì nó sẽ lấy ra lại. Thì đó các bạn, đây là cách mà các bạn lấy cái xu ra để mà các bạn có thể tiếp tục mua kẹo. Thì ở đây Nhi cũng có một cái này Nhi rất là thích ở cái máy bán kẹo này. Một chỗ là khi mà mình hết cái kẹo của cái phần mà đồ chơi này cho rồi á, thì mình có thì mình có thể là mình mở ra đúng không? Thì đó mình muốn cho kẹo gì cũng được, nhưng mà phải là kẹo viên tròn nha, chứ không phải là bỏ rồi viên kẹo sugar này là cái gói kẹo nổ này vô rồi kêu nó rớt xuống là không thể nào rớt được nha các bạn. Nói chung là các bạn chỉ cần mua những cái loại mà kẹo viên là được, nhỏ nhỏ giống giống vậy là được hết á. Rồi bây giờ sẽ là cái xe cảnh sát có kẹo. Cái gì đây? Không có gì, không là gì hết. Mở nắp cứu hộ đây. Cái này vui vậy, nắp cứu hộ đâu cái này. Đây các bạn, mình mở cái nắp ra nè. Lấy kẹo. Thôi là kẹo ngậm. Kẹo ngậm. Xe trộn hồ, đây các bạn nhìn nha. Dạ tôi được trộn lên. Khi mà các bạn muốn lấy thì các bạn gỡ theo cách của Nhi, sau đó các bạn xoay. Lộn rồi. Đó, các bạn có thể lấy kẹo ăn. Cái mà Nhi cũng thích không kém gì cái máy bán kẹo to đùng này, đây là cái này. Hồi nãy Nhi lỡ tao làm rớt á. Đây là các bạn nè, ấn xuống đúng không? Bung lên nhà nhìn này, 2, 3. Không, làm lại. Chưa chưa. Ấn xuống. Bắn lên. Hộp rồi. Các bạn muốn lấy kẹo ăn không có dễ được nha. Đó, ấn xuống. Bắn lên. 2 viên chạy ra luôn. Để các bạn bắn làm sao cho hai những cái viên kẹo này á nó rớt vào trong cái chỗ này. Nó sẽ lọt xuống cái lỗ chúng ta sẽ ăn. Đây các bạn nhìn nha, làm gần nha. Ấn mạnh xuống. Bung. Đây là có kẹo. Thú vị quá đúng không? Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để nhận được sẽ có nhiều video mới nữa nha. Bye bye. Nếu mà các bạn muốn mình review thêm loại kẹo gì hay bánh gì, đừng quên comment dưới cho mình biết nha. Đừng quên nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi Nhi ra video mới nha.